Nhiên chào cô bác anh chị em. Hôm nay Nhiên quay lại, Nhiên nói về con ma sơ vui vẻ cho anh chị biết về lý lịch đó nha. Lúc Nhiên đã có lên làm một cái clip tháng 7 2020 là cảnh báo với một số cô bác anh chị em và các cháu mà vùng quê hoặc là mới lên mạng sau này á, chưa biết về con ma sơ vui vẻ. Thì Nhiên có nói, Nhiên nói là nó trong tổ chức khủng bố Việt Tân của thằng Trịnh Hội sáng lập tổ chức Voi á, thì nó trao học bổng cho các em nghèo, rồi nó lợi dụng các em nghèo là từ cấp 1, cấp 2, cấp 3 đó, là nó lợi dụng từ các em cấp 1. Mình có nói qua một clip năm 2020, tháng 7 2020 rồi đó cô bác anh chị. Thì bây giờ sự kiện, nó lấy cái sự kiện của chị Nguyễn Phương Hằng đó, nó vào để mà nó lên clip để mà nó binh, nó bảo vệ chị Nguyễn Phương Hằng. Nhưng mà thật sự ở đây là có một cái âm mưu, một cái âm mưu của con ma sơ vui vẻ là con Nguyễn Thị Thu Hương. Nó mượn cớ ha, mượn tạo sự kiện để mà bảo vệ chị Nguyễn Phương Hằng để làm chi? Nó lôi dư luận, nó kéo dư luận, nó kéo khán giả đến với nó kéo một số cô bác anh chị em và các cháu mới lên mạng từ năm 2020 hoặc gần đây đó, 2021, để làm chi? Để lôi vào để là tất cả cô bác anh chị, một số anh chị em và các cháu để mà cùng theo nó để mà binh chị, bảo vệ chị Nguyễn Phương Hằng đó. Thì khi mà bây giờ là tất cả anh chị đều biết ra sự việc. Thì ở cách đây là Nhiên đã lên mạng 2017, Nhiên đầu tiên là Nhiên chửi con Emily với con Ly Sao Phạm đó. Thì Nhiên đã biết về con ma sơ vui vẻ, nó trong nó cùng nhóm với thằng Dũng Vô Va nè, con Phạm Đôn Trang nè, rồi mẹ con Cắn Thị Thiêu, Trịnh Bá Vương, Trịnh Bá Tư nè, rồi Nguyễn Thị Tâm, gọi là Tâm Dương Nội đó anh chị, rồi Dũng Sơn đó anh chị nhớ, Vàng Khoan 981 cũng có dấu găng nó. Rồi 2017 ở giáo xứ Sông Ngọc là của thằng Nguyễn Đình Thục, là con Emily đưa, là con nhỏ con lai đó, nó là trong tổ chức Việt Tân đó, đi về để mà gây gói kéo biển tình ở Phốt Mô Sa. Rồi anh chị còn nhớ cái vụ mà ngày 8 tháng 6 2018, cái vụ mà giờ nhà nước ta cho thuê đất 99 năm đó, bắt đầu là con ma sơ vui vẻ này, là con Nguyễn Thị Thu Hương này, bắt đầu là gây gói kêu biểu tình, nó cứ kêu gây gói kêu biểu tình xuống đường, kêu xuống đường để mà hả đi biểu tình đó. Anh chị còn nhớ không vụ Bình Thuận đó, anh chị còn nhớ không? Các cháu em sau này khi mà lên mạng, các anh em chúng ta nên tỉnh táo. Con ma sơ vui vẻ là con phản động. Nhiên nói ngay, con Nhiên nói trên mạng, nó nói về nó đi kiện hả? Nó đi kiện ai? Con ma sơ vui vẻ, Nhiên nói đi kiện người này người kia, nói kiện Nhâm Hoàng Khang. Tại sao nói nó phản động? Bây giờ Nhiên nói nè, chính Nhiên lên tiếng, Nhiên nói thêm một lần nữa nè, con ma sơ vui vẻ là một con phản động đầu sỏ trong tổ chức khủng bố Việt Tân của thằng Trịnh Hội sáng lập là tổ chức Voi. Nó nói sao anh chị, nó rất là tinh vi, con này rất là tinh vi nha anh chị. Nó lên á, nó lấy sự kiện chị Nguyễn Phương Hằng vạch mặt một số bọn nghệ sĩ dơ bẩn để mà phá hại đất nước mình á, ăn tiền á, mà từ thiện á, thì nó bảo vệ chị Nguyễn Phương Hằng, có lôi kéo dư luận đấy anh chị. Thứ nhất là con Nguyễn Thị Thu Hương là con ma sơ vui vẻ này là kéo dư luận để mà cho một số cô bác anh chị em á, không biết về nó thì sao, gửi tiền từ thiện cho nó đó, gửi tiền từ thiện cho nó, tưởng nó con này là do là phe chị Hằng rồi, cho nên là chắc là trong sạch nha, gửi tiền cho nó, gửi cho nó là nhiêu 10 đồng, nó cho 1 đồng còn 9 đồng nó mổ túi. Cái bản chắc cái con phản động Nguyễn Thị Thu Hương ma sơ vui vẻ này là nó sống từ đồng tiền, từ đồng tiền của bọn phản động lưu vong bên ngoài ăn nha anh chị. Rồi bây giờ là sao, nó sống tiếp theo là cái là nó đi lừa đảo một số bà con trên cộng đồng mạng về cái sự kiện của chị Nguyễn Phương Hằng để mà nó ăn thêm một cái tiền lần này nữa. Cho nên á,
Nhân đây Nhiên có cũng bạch mặt nó để cảnh báo cho bà con cô bác anh chị em mới lên mạng. Mới lên mạng 2020-2021 chưa biết về con ma sơ vui vẻ và Nguyễn Thị Thu Hương này. Nên biết về nó. Nó Nhiên có một cái trang Facebook là Thái Ngọc Nhiên, có cái mặt Nhiên trên đó, có cái hình Nhiên trên đó. Anh chị vô đó coi, Nhiên chia sẻ tất cả bài của các anh chị đấu tranh chống luận điệu xuyên tạc và những cái clip của con Nguyễn Thị Thu Hương, Nhiên và các anh em còn giữ đó, còn cắt đem về anh chị lên coi xem. Con Nguyễn Thị Thu Hương này nó gây gói mất an ninh trật tự, kêu gọi biểu tình từ vụ phó âm vụ mà cho thuê đất chính nhà đảng nhà nước ta cho thuê đất chính 9 năm 2018 là ngày 8 tháng 6 anh chị hay nhớ không? Vụ ở Phan Thiết, vụ Bình Thuận nó gây gói mất an ninh trật tự, kêu gọi biểu tình để mà làm mất an ninh trật tự của xã hội đất nước mình. Đó, anh chị cái con này là một con phản động cực kỳ nguy hiểm nha anh chị. Đó, anh chị nhớ ha. Là nó lợi dụng chị Nguyễn Phương Hằng. Thì Nhiên có nói với một đứa em, Nhiên nói em ơi em có liên hệ được em Duy Nguyễn á, tại vì Nhiên không có kết bạn với em Duy Nguyễn. Thì Nhiên có nói với một đứa em ơi em có kết bạn với Duy Nguyễn á, em nói với Duy Nguyễn giùm chị là tại vì chị Nguyễn Phương Hằng là doanh nghiệp, chị Nguyễn Phương Hằng là doanh nghiệp, tối ngày lo kinh doanh mua bán, đâu biết gì phản động, đứa nào phản động, đứa nào mà không phản động đâu. Cho nên Nhiên là người biết gần về những cái đứa phản động trên mặt trận này. Cho nên Nhiên mới nói với một đứa em ơi em có liên hệ được em Duy Nguyễn á. Tại vì Duy Nguyễn liên hệ được chứ chị Nguyễn Phương Hằng. Thì em nói với chị Nguyễn Phương Hằng là con ma sao vui vẻ là con phản động đầu sỏ. Nó lôi kéo chị Hằng, nó lôi kéo dư luận. Nó lôi kéo một số các em nhỏ sau này để mà nó sao? Nó lôi kéo để nó lừa gạt tiền từ thiện của bà con nữa. Để làm chi rồi nó chống phá đảng nhà nước ta đó. Đấy con này là con đầu sỏ. Rồi nó nói là ai nói nó phản động nó sẽ kiện. Nhiên ra mặt Nhiên nói là mày là con phản động đấy, con ma sơ vui vẻ. Tao nói mày là con ma sơ vui vẻ là con Nguyễn Thị Thu Hương là một con phản động. Mày từng chống phá nhà nước từ năm 2014 là từ giàn khoan 981 nha mày. Rồi vụ Phó Mua Sa, giáo sứ Sông Ngọc đó, Nguyễn Đình Thục có cái dấu găng của mày. Mày gây gối mày lên mạng ha, mày ở quận 12 chứ đâu, mày ở gần Bãi Gác mày lên mạng, mày chửi bới xúc phạm đảng nhà nước, xúc phạm bác. Tao Thái Ngọc Nhiên chửi cái bản mặt của mày đó, con ma sâu vui vẻ, mày đừng có tinh vi. Tao và mọi anh chị em đấu tranh trên không gian mạng này lột trần cái bộ mặt của mày xuống ha. Bất cứ đứa nào mà chống phá đảng nhà nước, xuyên tạc xúc phạm hình ảnh của bác, tao lột mặt nạ của tôi chúng mày xuống. Để làm chi? Để cho đất nước được bình yên và riêng gia đình tao được bình yên. Đứa nào mà chống phá nhà nước, xuyên tạc đất nước này để đất nước được không bình yên thì tao sẽ lột mặt nạ nó xuống. Mày biết chưa con ma sơ vui vẻ? Anh chị biết không? Cái con này rất là khốn nạn. Anh chị còn nhớ là vụ Bình Thuận không? Nó kêu gọi biểu tình ngày 8 tháng 6. Rồi anh chị còn nhớ là cái ngày ngày 10 tháng 6 2018 ở công ty Bông Trang không? Cũng nói lên clip nữa anh chị. Ngày đó tất cả anh chị đều biết về con ma sơ vui vẻ này. Cho nên là khi mà sự việc về Nguyễn Phương Hằng á thì nó xóa clip. Nhưng mà thật sự tất cả các anh em chúng ta đều đấu tranh trên không gian mạng này, còn giữ lại hết, còn thu lại hết. Nó mới có chạy đường trời cũng không thở khỏi nắng. Nó có che giấu cỡ nào đi chăng nữa, chúng ta lột mặt nạ đưa bằng chứng nó ra thì sao? Bây giờ sao? Phanh phui ra nó là một con phản động đầu sỏ, con phản động rất là tinh vi. Cho nên á, bây giờ nó lộ nguyên hình của nó ra. Ma sơ vui vẻ, mày được, mày thấy tao rồi, mày biết tao là ai rồi, thì mày lộ nguyên cái hình của mày ra rồi đúng không? Tao từng nói với tất cả anh chị em rồi, anh chị em chưa hiểu về mày. Một số người mới lên mạng là vụ chị Nguyễn Phương Hằng, lấy sự kiện chị Nguyễn Phương Hằng mọi người đi lên để bảo vệ binh lẽ phải là binh chị Nguyễn Phương Hằng, thì mày cũng binh theo chị Nguyễn Phương Hằng. Thì một số anh chị em ngộ nhận. Ở đây là Nhiên nói là không phải một anh chị em, nên nhớ rằng đừng bao giờ bắt lỗi bắt phải một số anh chị em mà nó tại sao binh con ma sơ vui vẻ chia clip con ma sơ vui vẻ. Anh chị nên thông cảm. Tại sao? Tại vì một số anh chị cô bác anh chị em mới lên mạng từ mới gần đây 2-3 tháng nay, cho nên không biết về cái bản chất phản động con ma sơ vui vẻ. Thì một số anh chị đã chia sẻ, thì bây giờ các anh chị đã biết rồi thì mình sao? Thì mình phải thông cảm.
Tại vì sao anh chị mới lên mạng xã hội, mới lên trên Facebook không biết về bản chất con phản động ma sao vui vẻ này, mới chia sẻ tưởng nó sao nó binh chị bảo vệ, lẽ phải bảo vệ chị Nguyễn Phương Hằng thì chia sẻ clip nó thôi, chứ đâu biết đó là phản động, đúng không anh chị? Cho nên nó là một số anh chị mà chia sẻ binh con Nguyễn, con ma sao vui vẻ đó, là anh chị đó là ngộ nhận. Anh chị nên nhớ, anh chị mới bước lên mạng xã hội đó là một số anh chị con cháu đó là ngộ nhận. Anh chị em chúng ta đấu tranh trên không gian mạng phải là sao? Thông cảm cho một số các anh, các chị, các em mới lên mạng xã hội ngộ nhận, không biết gì con ma sao vui vẻ. Anh chị nên thông cảm. Mình phải có cái tấm lòng sao tha thứ và thông cảm. Đừng bao giờ thấy anh chị đó mà chưa hiểu về con ma sao vui vẻ rồi chia sẻ rồi bên con ma sao vui vẻ. Thì mình ở đây mình phải phân tích và mình đưa cái bằng chứng, mình đưa những clip. Mình anh chị mà đó mà còn binh ma sơ con phản động ma sơ vui vẻ của Nguyễn Thị Thu Hương, thì các anh chị đưa những clip nó chửi bác, xúc phạm bác Hồ của chúng ta, đưa những clip nó kêu gọi biểu tình ở Bình Thuận Phan Thiết ra cho tất cả những người mà đang binh con ma sơ vui vẻ, để chi? Để mình phân tích đây nè, đây là con phản động có bằng chứng nè, để chi? Để cho các anh em chúng ta tỉnh ra. Chúng ta đừng bao giờ vì mà con ma sơ vui vẻ mà chúng ta để mà đấu đá với nhau. Anh em chúng ta là gì? Chúng ta là người dân lên trên không gian mạng này đấu tranh chống luận điệu xuyên tạc. Đứa nào phản động, đứa nào chống phá nhà nước, xuyên tạc đảng nhà nước, xuyên xúc phạm bác Hồ chúng ta, thì chúng ta là con cháu đang ở trên đất nước Việt Nam, nhớ ơn bác, nhớ ơn đảng, thì phải sao? Lột mặt nạ của bọn phản động xuống để làm chi? Tiếp theo, để cho an ninh xử lý, công an xử lý nó. Kết thúc cái like này thì Nhiên sẽ nói cho cô bác anh chị, con ma sơ vui vẻ là một con phản động kêu gọi biểu tình từ năm 2017, 2014 vụ Giàn Khoan 981, rồi 2017 vụ giáo xứ Sông Ngọc, vụ Formosa. Kệ người ta đi. Vụ Formosa ha. Rồi vụ ngày 8 tháng 6, rồi vụ Lê Đình Kình, anh chị còn nhớ Lê Đình Kình không? Lê Đình Kình cũng có dấu răng con ma sơ vui vẻ và cùng đồng bọn thằng Dũng Vô Va khuyên góp tiền cho thằng Dũng Vô Va, khuyên góp tiền cho con Nguyễn Thí Hạnh có con ma sơ vui vẻ. Con ma sơ vui vẻ có khuyên góp tiền quỹ 50k cho con Nguyễn Thí Hạnh nữa anh chị. Để làm chi? Đưa tiền cho thằng giặc già Lê Đình Kình, Vũ Đồng Tâm, để mua xăng, mua bom, mua bom rồi hả, mua bình ga để làm chi? Để mà hả mà thiêu đốt mà để ba chiến sĩ ta đã hy sinh đó anh chị. Có dấu găng con ma sơ vui vẻ nè, ma sơ vui vẻ tao nói cho mày biết nè. Vụ Đồng Tâm ha, 2017 vụ Đồng Tâm bắt cóc ha các chiến sĩ, có dấu găng của mày lên clip luôn. Rồi vụ Đồng Tâm, vụ thằng Lê Đình Kình, quỷ 50k con Nguyễn Thí Hạnh có lòng bàn tay mày vô nữa. Bây giờ mày sao, mày quỷ chứng cứ hả? An ninh đang điều tra mày, mày chạy không chạy trời không thôi khỏi nắng đâu nha. An ninh sẽ tóm cổ mày, mày chạy trời không khỏi nắng đâu con mà ma sơ vui vẻ, con Nguyễn Thị Thu Hương nha. Nè, vụ Lê Đình Kình, vụ thằng phản tặc, thằng giặc già Lê Đình Kình, thằng khủng bố giặc già Lê Đình Kình có dấu găng của mày, quỷ 50k của con Nguyễn Thí Hạnh, thằng Dũng Vô Qua, mẹ con Cắn Thị Thiêu, mày cùng đồng bọn đầu đồng đảng với con mẹ con Cắn Thị Thiêu ha, tiếp tay mày, tiếp tay ha, khuyên góp tiền để đưa tiền cho thằng giặc già là Lê Đình Kình để mà khủng bố trên đất nước Việt Nam, có dấu găng của mày, có lòng bàn tay của mày, mày chạy trời không khỏi nắng. Rồi vụ thằng Dũng Vô Qua, rồi mày sẽ tóm cổ mày, mày chạy trời đâu khỏi nắng. Nè, mày nên nhớ trên đất nước Việt Nam này còn lực lượng không gian 47 nha mày. Mày làm cái gì không bao giờ lọt qua lòng bàn tay của lực lượng 47 đâu. Chứ mày đừng có nói mày che giấu nè, bao nhiêu clip của mày từ hầu 2014 đến nay, những bài viết, những bài còm, những chấm like, chấm thích mày á, lực lượng 47 á thu lại hết rồi, con ma sơ vui vẻ. Nha, nha cô Nguyễn Thị Thu Hương nha. Tao nói cho mày, tao nói mày là con phản động đấy, con chống phá nhà nước đấy. Rồi mày đi kiện đi, con phản động. Nhưng chào cô bác anh chị em, mong sao một số cô bác anh chị em và các cháu mới lên mạng 2021 phải biết về con ma sơ vui vẻ. Và anh chị muốn biết thêm vô trang Thái Ngọc Nhiên, thì Nhiên có chia sẻ các clip và các bài viết lên đó. Đó là những các anh các chị đó, những người cụ an ninh Việt Nam về hưu viết bài
trên trang Thái Ngọc Nhiên đó, và Nhiên có chia sẻ về đó. Nhiên chào cô bác anh chị và các cháu, Nhiên chúc cô bác và anh chị và các cháu một buổi trưa hạnh phúc vui vẻ. Nhiên chào cô bác anh chị em.